cuối ngày em mới phải chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế, chứ không phải chuyển và cũng không phải ký từng hóa đơn như là trước khi. Thuận lợi thì là sau khi em sử dụng em thấy rất thuận lợi, thì người tiêu dùng cũng có cái thuận lợi. Từ khi triển khai hình thức khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đến nay, các cán bộ của Chi cục thuế khu vực Văn Giang, Khói Châu thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau tới người nộp thuế để họ hiểu hơn về hình thức này. Từ đây, người dân cũng bớt e ngại. Các anh ấy hướng dẫn thì thực sự là rất là thuận tiện đấy. Thực sự là khi mà mình đang vừa bán hàng mà chuyển luôn sang hóa đơn thuế thì nó lại tích hợp là mình không mất công phải viết hóa đơn lại thuế như thế nữa. Thì thực sự là làm cái việc đấy nó rất là nhanh. Nó là một công đôi việc đấy. Đấy, cho nên là để mà tiếp cận nhanh thì chắc chắn là em sẽ phải có cái sử dụng cái phương pháp mới như thế. Thì nó sẽ hỗ trợ mình vừa việc bán hàng, thứ hai không phải bán hàng thông thường, bây giờ chúng ta sẽ phải chuyển sang đó là bán hàng thông minh và bán hàng hợp pháp. Tương tự như vậy, hộ kinh doanh này tại khu đô thị Eco Park sau quá trình sử dụng hóa đơn điện tử đã nhận thấy rất rõ những lợi ích vượt trội của hình thức này. Trong quá trình kinh doanh lại tiếp tục được cán bộ thuế tư vấn thêm về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nhờ có thông tin từ bên Chi cục thuế thì bọn mình đã được tiếp cận với cái dịch vụ khởi tạo hóa đơn điện tử trên máy tính tiền có rất là nhiều thuận lợi. Thứ nhất thì mình có thể, bởi vì cái lượng mình bán ra hàng ngày, mình có thể không cần phải chờ đến một lúc mà mình phải lập hóa đơn điện tử, mà mình có thể là lập luôn trong cái lúc xuất hóa đơn, cái lúc mình in bill tính tiền cho khách. Thứ hai là các bạn nhân viên có thể ngay lập tức có thể làm ở đấy, và mình có thể từ xa mình dùng điện thoại để mình kiểm soát và dùng chữ ký điện tử, mình không cần phải ở đây hàng ngày, có thể rất là dễ để điều hành cái công việc đấy và dễ dàng kiểm soát hơn. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là một hình thức mang lại rất nhiều lợi ích cho người nộp thuế, người mua hàng cũng như cơ quan thuế. Việc triển khai hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đã được Tổng cục Thuế đẩy mạnh và áp dụng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên hiện nay, số người nộp thuế, nhất là các hộ kinh doanh áp dụng hình thức này chưa nhiều. Để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình triển khai, thì công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để người nộp thuế hiểu rõ lợi ích của hình thức này, quá trình thực hiện đơn giản và có sự hỗ trợ trực tiếp từ cơ quan thuế là một yếu tố vô cùng quan trọng.